Thưa quý vị và các bạn, chương trình đưa sinh viên ngành thời trang đến tìm hiểu dệt giang của đồng bào Tà Ôi ở A Lưới nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế. Hơn 40 sinh viên của trường đại học này đã về thôn A Ca, xã A Truồng để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các nghệ nhân để cùng đưa ra các giải pháp giúp bảo tồn nghề truyền thống độc đáo của người dân tộc thiểu số vùng cao này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại đây, sinh viên được các nghệ nhân hướng dẫn làm ra một tấm vải bằng cách thức thủ công. Việc sâu chuỗi các hạt cườm để tạo nên các họa tiết mang đặc trưng thẩm mỹ rừng núi cũng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Mất nhiều ngày thực hành dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của người dân địa phương, các em mới có thể dệt nên một tấm vải nhỏ. Đây là trải nghiệm rất đáng giá. Dốc hết sức của mình để chỉ cho tụi em tất cả những gì mà họ biết. Không chỉ tìm hiểu về các mẫu hoa văn họa tiết bằng cườm được dệt trên nền chất liệu vải truyền thống, các sinh viên ngành thời trang Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh với sự hướng dẫn của giảng viên, các nghệ nhân bản địa đã sáng tạo nên hàng chục hình mẫu họa tiết hiện đại có thể áp dụng trên chất liệu truyền thống này. Tụi mình chỉ đang tạo một cái hoạt động để sinh viên có ý thức tìm về những cái giá trị truyền thống. Cái họa tiết mà mình thiết kế dựa trên cơ sở nghiên cứu về cái đặc trưng họa tiết của người Tà Ôi á, thì mình thấy là các nghệ nhân ở đây họ cũng xin những cái mẫu đó và cũng hy vọng là cũng góp phần làm phong phú cho cái hệ thống họa tiết của họ. Cái này là mình thích là đoàn sinh viên các lớp thì nó để mình để cởi găm lại là cái nghề truyền thống của mình để bảo tồn lại được, không thể mai một được. Sau chuyến đi, các em sinh viên đã có những dự định mới, ví dụ như đưa những họa tiết và chất liệu dệt gen thử nghiệm vào thiết kế các mẫu áo dài cho báo cáo đề tài tốt nghiệp, hoặc không chỉ gói gọn vào trang phục mà sẽ ứng dụng vào các mẫu thiết kế khăn trải bàn, rèm cửa, khăn tay, đồ trang trí nội thất. Qua cái lần này chúng tôi mong muốn rằng là từ cái thực tế trải nghiệm của sinh viên, họ sẽ tìm ra những cái giá trị nổi bật và từ cái chuyên môn của họ thì họ sẽ đưa ra những cái sản phẩm mới. Tôi cho rằng cái dựa vào cộng đồng vẫn là cái cốt lõi nhất và vấn đề bây giờ đặt ra là chúng ta làm thế nào để cái cộng đồng đó họ biết được, họ nhận thức được về cái giá trị cũng như là họ có thể yên tâm sống với được cái nghề đó. Đây là hoạt động cần thiết, ý nghĩa nhằm đảm bảo các hành động bảo tồn cụ thể sau khi nghề dệt gen được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm mới, hiện đại, mang tính ứng dụng cao, nhưng vẫn đảm bảo được các yếu tố bản sắc, các giá trị truyền thống của gen. Xa hơn, để bảo tồn và phát huy nghề thủ công dệt gen dựa vào cộng đồng, đề cao vai trò của cộng đồng trong định hướng tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững cho nghề truyền thống này.